Sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những phát ngôn ấn tượng trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày hôm nay. Thực tế cho thấy ở lĩnh vực nào khi xã hội hóa đều hạ giá, riêng sách giáo khoa thì càng xã hội hóa thì sách giáo khoa càng tăng. Đúng là ngày xưa ta chỉ học mỗi một bộ sách giáo khoa, chỉ ăn khoai sắn cũng nên người, nhưng mỗi thời mỗi khác, không thể bắt ngày nay giống ngày xưa được. Một lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi cao, nhưng mà cũng mong rằng là cần phải có một sự đầu tư cao, chứ nếu không thì không thể tay không bắt chip được. Khó khăn nhất hiện nay đó là không thể mua được hàng chất lượng tốt và phát triển được cái kỹ thuật mới. Rất nhiều hàng chất lượng không tốt vẫn vượt qua khe cửa hẹp để trúng thầu với giá rẻ. Có những hãng sẵn sàng in, sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu. Ngay cả những khu vực mỏ vật liệu quy hoạch được giao cho nhà thầu để thực hiện thì thủ tục cấp phép khai thác cũng rườm rà rắc rối. Tình trạng găm hàng nâng ép giá vật liệu đang diễn ra nhiều nơi. Doanh nghiệp chơi vơi dưới dòng giá, làm thì lộ, không làm thì phá sản. Cái việc mà các ngành và địa phương xin cơ chế đặc thù cho thấy cái áo của cơ chế của chúng ta đã quá chật hẹp, cho nên cần phải rà soát đồng bộ để mà may cái áo mới cho thích hợp, thay vì thay vá víu và thay từng cúc áo. Xin lưu ý là trong khi nỗ lực để đồng hành với thế giới trong nền kinh tế số và xã hội số, tôi cho rằng trong ba lĩnh vực thể chế, hạ tầng và nhân lực có nhiều nội dung, nhiều bộ phận của cuộc cách mạng công nghiệp 3.0, thậm chí 2.0 chúng ta vẫn chưa có. Có những vụ án mà xác lúc đầu ta xác định là 4 thiệt hại đến 4.000 tỷ, nhưng mà sau qua rất là nhiều lần xác định lại thì còn có hơn 1.000 tỷ nữa thôi. Thế rồi là có những vụ án ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1.000 tỷ, rồi cuối cùng là cũng chỉ còn hơn 200. Cho nên đây chính là cái nguyên nhân, cũng là một trong những cái nguyên nhân là yếu tố mà cán bộ bây giờ là cũng sợ, không dám, còn sợ và không dám làm. Luật mà gây vướng mắc, góp phần tạo sức ý cho hệ thống công quyền mà không sửa kịp thời là có lỗi với dân, với nước.